Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2022. Toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về cái tác phẩm Khóa Ưu Lục của vua Trần Thái Tông. Thưa quý vị, thì chúng ta đã trải qua 56 kỳ, hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 57, và chúng ta tiếp tục cái đoạn gọi là Khoa Nghi Sáu Thời Sám Hối. Và cái đoạn mà chúng ta còn dở dang tiếp tục đi tiếp đó là cái đoạn mà gọi là vào cái thời khóa lễ buổi trưa. Trước khi cũng cho chúng tôi vài dòng vài phút là trước khi vào học tiếp thì tôi xin có giải đáp mà mấy cái điều để Phật tử khỏi có thắc mắc và rõ luôn. Là tình cờ tôi vào trang YouTube của các em, nó đăng tải các cái bài giảng của tôi đó, thì tôi thấy có Phật tử ở ở tiểu bang cái gì đó là Colorado gì đó thì quên rồi, có ngỏ ý là tới tới thăm với chúng tôi nhân cái dịp đi qua Houston này. Tôi xin thưa là tất cả ai tới tôi đều welcome á, ở Mỹ gọi là welcome, sẵn sàng. Và có thể nói rằng là cái nơi chúng tôi đang sinh hoạt ở đây hiện nay đó, thì các vị tới nó có thể không phải là quá quá đầy đủ, nhưng mà tạm có tiện nghi chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ, chỗ sinh hoạt. Tôi không làm chùa, nhưng mà tôi luôn mở lòng để cho những ai tín đồ Phật giáo cũng như những ai đồng hương Phật tử, hay là hoặc là đồng đồng hương, không nói riêng là Phật giáo mà đồng hương, mà có cái tấm lòng đến, tôi sẵn sàng đón tiếp. Đến với bằng một tinh thần vui, hoan hỷ và trao đổi cho nhau về cái kinh nghiệm sống để làm sao cho nó hoàn hảo cái con người mình. Tôi sẵn sàng. Và cũng một lần nữa nhắc là về các cái trang YouTube là không phải của tôi làm. Vì vậy mà các vị nhiều khi các vị hỏi những cái điều trong cái trang đó thì các em nó có khi nó trả lời liền, có khi thì nó hỏi qua ý của tôi rồi mới trả lời, thì nó có sự chậm trễ. Đó là cái điều thứ nhất mà tôi xin thưa. Điều thứ hai là về việc từ thiện. Thật chất mà nói thì hôm qua nay tôi nhận rất nhiều Phật tử hỏi bây giờ ủng hộ bằng cách nào. Như tôi đã nói là nếu ở Hoa Kỳ thì nó dễ dàng rồi, còn nếu ở các nước hoặc ở Việt Nam thì xin các vị quan hệ cho chúng tôi biết ủng hộ cái chi, ủng hộ số lượng, tịnh tài sao, chúng tôi ghi nhận đó thôi. Và bắt đầu đầu tháng khi tôi ra cái văn thư á, thì tôi sẽ ghi rõ trong đó các vị chuyển vô tài khoản nào. Và thật chất thì cũng tài khoản cũ mà thôi, bởi vì có cái tài khoản đi riêng là việc từ thiện đó. Tôi có chú Phật tử nữa ở Sài Gòn đó, dầu chú đó không đi làm nhưng mà về tài chánh rất hạch hòi, và khi chuyển tài chánh vô đó, đó thì được trong cái nhóm từ thiện đều biết. Tôi nói như vậy và các vị an tâm, cái tiền đó là an tâm, mà nếu có chuyện chi thì tôi cũng phải bù à.
Anh ra các Phật tử ở Sài Gòn cũng như ở một số quốc gia mà bất tiện chuyển tiền qua cho chúng tôi bên này đó, thì các vị chuyển bằng cách đó, thì như vậy thì các vị cũng phan vội, bởi vì chờ cho tới đầu tháng chúng tôi sẽ ra cái văn thư, ra văn thư có địa chỉ cần chuyển ở đâu rõ ràng, giờ mình làm cái gì nó có chi tiết rõ ràng. Mấy hôm nay thì tôi bận biểu là một số Phật tử họ họ đến thăm, và trong đó có những vị không phải là Phật tử, không phải là tín đồ Phật giáo, nhưng mà vì họ mến mộ cái cách nói thẳng, nói chân thật của tôi, cho nên họ cũng vẫn nghe hàng ngày, họ vẫn đến thăm tôi, và không có cái gì mà phân biệt một kỳ thị hết, rất là vui. Chuyện ai nó làm, đạo ai nó giữ, còn cái nền giáo lý chân thật là của chung. Nhưng mà tại vì Đức Thế Tôn là người khai sáng ra, khai mở ra, nhận biết ra, lên tiếng trước vậy thôi, người tỉnh thức trước vậy thôi. Sở dĩ chúng ta, bởi vì chúng ta kẹt cái mê mà chúng ta không biết chúng ta mê cái gì, mê không đúng vị trí. Nếu như loài cá thì đừng lũy đắm cái bầu trời xanh. Nếu loài chim thì đừng say tình nơi biển cả. Bởi vì loài cá dù có nhìn nước trong, ngửa mặt lên nhìn tới trời mới nó vô lượng vậy đó, nhưng mà thật sự ra thân phận là cá thì đừng mơ tưởng cái bầu trời xanh. Mà thân phận là chim thì đừng có say tình nơi biển cả. Đó là hai cái câu mà ngày xưa ta hay nhắc, là cá thì đừng lý tình nơi bầu trời, mà làm cá thì đừng suy tình, làm cá thì đừng suy tình nơi gì lý tình theo bầu trời, mà làm chim thì đừng say tình nơi biển cả. Còn cái việc mà thế gian thì như tôi cũng nói các vị hoài rồi, nếu mà mình người tu hành mà mình chạy tới thế gian nhiều quá đó, thì mình bị động ghê lắm. Nhất là cái thời buổi ngày nay ma có thể thay Phật nói Phật. Các vị thấy thời gian gần đây đó là những người đó pháp, hoặc là những người gọi là mình nói một mặt nào đó gọi là ma chứ gì. Ma có nghĩa là cái người đó không phải là người thật. Người đó giống như là có cái hồn ma bóng quế, là gọi là hồn ma bóng quế, là nhập vô người nào đó. Tôi nói là lẽ rồi, nó lẽ lẽ Phật pháp. Nhập vô nói ngọng đó như người Tàu Hoa Kiều. Có khi nhập vô nó ngọng nó nghiệu. Thật sự ra thì đó là gọi là hồn ma bóng quế. Mà các vị thấy không, tại sao bây giờ ma nó nói pháp người ta nghe nhiều hơn mấy ông thầy nói? Như tôi thấy hiện tại trên mạng các Phật tử cứ thải qua gửi qua tôi đó, có cái điện thoại tôi đang để sạc pin rồi, có cái cô ven nào đâu, ven nào đó Trà Vinh coi như là cô là người robot, là người máy, cũng xưng tôi là người robot, tôi là người máy, nói thao thao, nói như là thạc thông lào tam tạng kinh điển, nói đầy cái chất coi như là đại thừa. Thì đó là nguyên do cái người có nhập không có nhập gì tôi không thành vấn đề, tôi chưa đặt tới đề nhập giả hay nhập thiệt gì, mà tôi đặt cái vấn đề là cho mọi người cho có đi. Nhưng mà nếu mà cái người giải thoát giác ngộ thì người ta đã giải thoát, người ta đã giác ngộ thì nói xin lỗi chứ ít nhất ta cũng đi tìm một cái người nào đó cũng phải cỡ như là con của thủ tướng chính phủ,
con của chủ tịch nước, con của tổng bí thư, ít nhất cũng cháu tổng bí thư, cháu chủ tịch nước, con của bộ trưởng bộ ngoại giao, con của bộ trưởng bộ công an, con của bộ trưởng quân đội, dân chơi ta nhập vậy mới dân ngon chứ. Nhập chi mẹ cô gái ở Trà Vinh rồi đen thui đen thùi tay chân móc còi móc cới vậy rồi là cho làm cho cô gái đó giờ cũng thân sơ thất sở rồi cổ tối ngày bỏ chồng bỏ con theo mấy cái anh YouTube đó để mà diễn hài chứ. Rồi thêm có cái con ni nào đó tội nghiệp nó quá trời quá đất đi, con ni nào đó rồi nó chắc là nó không thầy không tổ hoặc là thầy tổ cũng chẳng ra gì, là một cái con ni rồi đi 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 làm như ta đã đắc đạo rồi đi xuống rồi kết nghĩa với bà ngoại của cô ven đó, nói là mẹ tiền kiếp gì trước thì trước rồi dân dân ơi, thôi làm nó náo loạn lên cái diễn đàn mà bao nhiêu người phải coi, rồi bây giờ phải phải bao nhiêu người phải đổ tiền vô để cho cô ni này, rồi cô ni này cũng mới lấy thì có cất nhà cho bà ngoại cô kia, rồi dân dân rồi tôi thấy trời sao tôi thấy tôi bắt cỡ quá trời quá đất, nhất là làm con ni mà nó theo tò tò nữa nó quay phim bắt cỡ quá trời quá đất mà nói không được, tại vì cái môi trường cái giáo dục cái đào tạo nó không có. Khi nó đang học đàng hoàng có thầy có tổ ni, nó có ni chúng, nó có đi bộ bắc tông, hồi xưa là vụ trưởng vụ đi bộ bắc tông, bây giờ mỗi tỉnh đều có phân ban ni giới trung ương, có ban ni giới trung ương, mỗi tỉnh có phân ban ni giới, mà mấy phân ban ni giới ở đâu làm cái gì mà để cho một con ni nào đó mà nó tràn khăn, nó tràn hầu, nó múa đồng múa bóng vậy đó, từng tấn vậy, nó làm như là mắt phong vậy đó, mà các vị nghĩ vậy mà có người nghe nghe theo khiếp đạo. Nói vậy không có nghĩa là tôi ganh tị gì ai, tôi thật sự các vị biết rằng bây giờ này tôi thấy rồi, những cái tên mà ganh tị là những cái tên không ra gì, tôi không có ganh tị gì cả, đây là tôi nói cái chánh pháp. Mà Phật tử mình đừng có sai lầm, nhưng mà mình xét đi xét lại tại nguồn cơn là tại mình, tại mình, tại ta. Tại vì mấy thầy bây giờ không có dạy giáo lý Phật rõ ràng, mấy thầy cứ đè toàn là cúng cầu cúng hồn ma bóng quế cúng siêu độ rồi lên chứng tế, rồi coi như là bác ấn coi như là toàn là nói đại thừa không à, bác ấn là diễn thuyết đại thừa không à. Cho nên vậy nó hiểu, nó nghe nó hiểu, hình nó ma gặp ma khôn, ma chơi, ma lanh, ma ma vậy, người vậy cũng vậy à. Người thì cũng có người lanh, người chậm lục, người đần, người độn, người trí, người ngu, ma cũng phải ma lanh, ma chơi, ma dốt, ma ngu, ma trí, đủ thứ vậy đó. Nó nghe rồi nó hiểu được, rồi nó dạy lời cho cả quý thầy. Tại quý thầy làm hay quá mà. Quý thầy coi như là trưởng ốc Minh Châu quan bất bụi gì thủ tỳ tỳ kim tích nạp thiện viên tam đồ hoặc một nội bố từ dân ngũ số cao trung và trình cao tạo vậy nè, cho nên quý thầy coi như là làm hay quá vậy nè, coi như trưởng ốc Minh Châu quan bất bụi làm hay quá, nó nghe hình như nó hiểu ra, và trong khi quý thầy làm có khi quý thầy không hiểu làm đó làm gì nữa. Coi như làm không biết làm gì, nghĩa đọc là tôi biết nghĩa gì, nhiều khi tôi hỏi cho mấy thầy đọc cái câu đó nghĩa gì không biết, cái sách ghi vậy là đọc theo điệu đàn điệu nhạc điệu hát vậy, giống như thứ nhất niệm hương cái đờn phi sắc phi không thị trên thị giả, cái đờn còi với đờn sến với đờn trên nó kéo theo cái cấp vậy đó, minh minh bất bụi liễu liễu thường tư chiêu hầu nhật nguyệt chi quan hàm đẳng tư chi lượng tức giới tức định tức tuệ quy mộc quy quả viên thâu lai tắc giới di trần tạng tạc phổ quân sai giới
Tiên cung Thích Ca Từ, Phổ Thư Cung Tịnh Độ Bổn Sư, Vô Thượng Thánh Hiện, Nhất Hương Chân Hương, Phổ Đồng Cúng Dường. Cái nào e trống tùng 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 tùng. Nó đọc thì đọc vậy thôi, chứ dùng khi hỏi thiệt ra, hỏi cái nghĩa, thứ nhất biện hương quy sắc quy không, thị chân thị giả là gì không biết. Thành ra ngày nay mình thấy rõ ràng đó, nhờ mấy thầy chứng tế nhiều, nhờ mấy thầy thuyết pháp mà gọi là thuyết linh nhiều, thuyết linh nhiều, cho nên bây giờ linh nó nhập lên, nó pháp hơn cả quý thầy pháp sư. Nó pháp còn hơn cả leo lẻo, còn hơn cả trí tuệ, còn hơn trí huệ, còn hơn phước tiến, còn hơn tệ hại, còn hơn coi như là nó thao thao bất tuyệt. Nó là thượng thừa không chứ không phải nói tiểu thừa. Nói coi như là ta đắc đạo rồi, gặp như hôm qua có cái trang nào nó gửi cái tư biểu là bây giờ tôi phải nên nhập vô cái bà mà xưng Như Lai nó đi để mà mau thấy đạo, chứ còn nói kiểu của tôi vậy là không có thấy đạo đâu. Phải vô ngực xuống tôi, ta là Như Lai Thế Tôn thì mới thấy đạo. Dám ăn dám nói vậy mới thấy đạo, đó biểu tôi phải nhập vô cái trang đó để thấy đạo, để đắc đạo. Chứ mà bây giờ mà ngồi mà nói kiểu tôi ba hồi trời bốn hồi sụt, ba hồi nói mạnh bốn hồi khiêm cung thì không có phải người thấy đạo. Khổ đau lắm, mình không biết các thầy lãnh đạo các cái giáo hội Phật giáo, bất cứ giáo hội nào, không biết có thấy cái nỗi nhục, cái nỗi đau thương, cái nỗi mất mát, cái nỗi thiệt thòi không? Nếu như tôi thì dân không chức, không sắc, không địa vị, không quyền tể, không có hô hào, lãnh đạo, lãnh đạn thì nó khác. Còn những ông mà lãnh đạo thì phải lãnh đạo, phải lãnh đạn chứ. Mà lãnh đạn vậy có thấy nỗi đau không? Hay là vẫn ôm khư khư để tranh giành có chức cứ chó, cái chức cứ cái đó mà không thấy nỗi đau của cái đạo Phật. Hiện nay mà để người ta mệnh danh đạo Phật, người ta làm những điều mà bây giờ nó bậy nó bạ mà chúng nghe rằng là bây giờ nói đúng mà chân lý mà ta là Phật nè, ta là Phật nè, ta là Phật người ta không nghe. Còn mình thì cứ mình là cái thứ gì biết mà mình đi cầu hoài, cầu mấy chục năm trường, cầu đêm nào cũng cầu, thời kinh nào cũng cầu, nguyện cầu cho Phật Nhật Tăng Uy, Pháp Luân Thường Chuyển, Phong Điều Vũ Thận Quốc Thế Dân An, Thiên Hạ Thái Bình, Nhân Sanh An Lạc. Mà cầu hoài vậy mà chẳng thấy Thiên Hạ Thái Bình mẹ gì hết trơn, nó quýnh rầm rầm. Cầu hoài vậy mà không có thấy phong điều vũ thuận nào hết trơn. Mưa thì nó mưa chỗ mưa thối đất, chỗ thì coi như là không có giọt mưa nào, chỗ thì phong ba bão tố, chỗ thì coi như là không có một cái giọt sương nào rớt xuống. Vậy thì cái lòng với thầy tu hành để mấy thầy đem hết cái nội lực nội công mấy thầy chuyển như vậy thì chừng nào mới thành. Bởi vì cho nên tôi nói ra nó càng sâu càng xa ra nó càng đau lòng lắm, đau lòng lắm. Mà mình đau lòng thì mình thiệt thôi, bởi vì tất cả cái người nói là người thiệt thôi, mà nói kiểu của tôi thì nó thiệt thôi ghê gớm lắm. Còn cũng có nói nhưng mà nói bưng bít, nói nịnh bợ, nói coi như tung hứng, nói kiểu như là để khen tặng, nói để mà lòi ra lựa lời và nói cho lòi tiền ra thì nó khác. Còn nếu mà vì chân lý Phật, vì chánh pháp Như Lai mà nói kiểu của tôi thì nó mất lòng, là dễ đụng chạm vậy luôn. Thật sự tôi nói vậy nè, mà cái những ông thầy chùa nào mà nó dám chấp nhận, nó dám vỗ tay, nó dám nói ông thầy này nói đúng, thử ít lắm, hiếm, tính trên đầu ngón tay. Còn mấy cái lũ thầy chùa, cái bọn thầy chùa, cái đám thầy chùa, cái bè đảng thầy chùa mà nó chống với thầy Thiện Tài này á, nó nói cái Thiện Tài được, nó không nói khùng, tôi cần cho người nói tôi khùng, nó mà không ai nói tôi khùng. Nó nói tôi là hỗn hào, là láo xược, là nói vậy thôi, chứ nó không dám nói tôi là khùng.
cũng may là chưa có thầy chùa nào nó nói tôi khùng hết đó. Tôi cần nó nói tôi khùng đi rằng tôi nói cho đã, mà nó không nói tôi khùng, toàn là tôi nói ra nó đụng chạm chứ tôi nói thật các vị là nó đau đớn lắm. Bởi vì mình nói không biết nói là sao, nó đau đớn cái xã hội ngày nay. Bởi vì nó hoài nói với tôi về cái thành ra nó người ta ghét, tôi ghét. Bữa nay thì tôi không có gửi bài đi để thử coi cái tình hình Phật tử cố tâm vào nghe coi nghe nghe bao nhiêu có thật lòng không, chứ bữa nay thì không có gửi bài đi vì cái điện thoại tôi đang để sạc pin cho nên không có gửi bài. Đó thì đó là thôi thì có nỗi đau nói vậy thôi, nhưng mà rồi tôi cũng có cái niềm an ủi của tôi là cũng còn cái quyến thuộc hết sức là cảm thông cho mình. Quan trọng ở đời này sống nhau nhờ sự cảm thông mà chấp nhận được tôi thì cũng còn, đó là cái niềm an ủi của riêng tôi. Cũng còn cái niềm an ủi. Nhưng tuần này thì tôi gọi là relax, có Phật tử cũng như có một vài tín hữu cùng đạo cũng như là khác đạo ở xa tới thăm tôi, mà rồi tôi cũng hướng dẫn, nói hướng dẫn chứ tôi có biết gì đâu, hướng dẫn tôi cũng sắp tùng để đi chơi với các Phật tử, các tín hữu. Nhưng nói chuyện đang chốt xong rồi thì tôi đi xuống biển. Nói xuống biển chứ đâu phải đi tắm biển, đi ra đó là ngồi nhìn biển chơi bao la trời trăng mây nước chốt vậy. Cách đây giờ 1 giờ 10 phút thì cái tiểu bang nào nó cũng có cái nét đẹp riêng, nơi nào cũng có nét đẹp riêng. Nhưng mà thông thường thì mình là người ở đông, cho nên cái chỗ nào người ở đông ở nhiều thì là mình tâm lý thì mình nó thích hợp hơn. Từ món ăn, từ văn hóa, từ này kia nọ rồi mình nó gọi là nó phồn thịnh hơn, tại vì ngôn ngữ đồ nói nó cùng ngôn ngữ. Thành ra có nhiều người nói là tương lai ở Hilton Tắc Xịt này nó là cái nơi du lịch. Thành ra nếu mà thật sự nó là cái nơi du lịch thì tôi cũng có nói thẳng với các tín hữu là có cùng đạo hay không cùng đạo, mà nếu có cái sự quý mến quan hỷ cảm thông á thì cứ việc đi tới Hilton này á, điện cho tôi sẵn sàng mở rộng vòng tay welcome á, đến là cứ việc đi chơi đâu đã rồi về ăn về ngủ tôi sẵn sàng. Nhưng mà điều tuy nhiên ăn thì ăn chay, ăn không có sang trọng, miễn sao mà ăn để sống gì vui vậy tôi welcome sẵn sàng. Đó là cái lời hứa của tôi. Rồi chỗ ngủ cũng có, nếu cần thiết thì làm thêm một vài cái chỗ ngủ nữa, về phòng nữa cũng không sao, cái nhà rất là rộng. Như vậy thôi, chứ còn tôi cũng trước sau vẫn giữ lập trường là không làm chùa viện, không làm gì hết. Cuộc đời khi mà tôi nhớ có cái tình cờ tôi đọc cái cuốn sách của ngài Hàng Sơn với ngài Thập Đắc. Hàng Sơn với ngài Thập Đắc thì người ta biểu trên hai ông này đó là Thế Chí với Phổ Hiền, hay là Văn Thù Phổ Hiền thì hiện thân. Đó là bên Tàu hồi nào tự họ nói vậy thôi, chứ còn các ông hiện thân là mình biết, nếu mình là người chưa đạt tới đó mà mình biết ta hiện thân thì đâu còn hiện thân. Còn mà vỗ ngực xưng tên tôi là Thế Chí hiện thân, tôi là Văn Thù hiện thân, tôi là ông Phật này, ông Bồ Tát cái hiện thân là đồ dỗm. Tôi đã nói là Phật và Bồ Tát không ai vỗ ngực, không ai tự hào khoe khoang cái hành trạng của mình hết. Chỉ có dỗm nhân thiện tài này mới là lâu lâu rồi cũng phải bật mí ra đặng bào chữa, đặng làm bộ khen tặng lấy mình, để làm bộ nâng mình. Chứ còn mà Phật Bồ Tát thiệt, thánh hiền thiệt, không ai tự khoe khoang thân phận của mình hết.
Xưa mấy ông ba Tàu thì cứ mấy ông Trung Hoa thì cứ cứ ông nào cái này tự động rồi nâng bi lên kẻ tung rồi hứng lên mà hứng lên là ông Hàng Sơn rồi nói đây là dân thù xuất hiện thập đắc là phổ hiền, thật sự phổ hiền dân thù đâu có thiệt, đó là hình tượng biểu trưng. Thành ra bây giờ mà cái cô ven nào đó cô xưng cô đâu dám xưng dân thù phổ hiền, xưng cổ là robot. Tại cái thời đại này thời đại robot, nó giống như cái nhà vậy nè, nó có con robot nó tự động nó đi hút bụi cả ngày vậy đó, hút bụi rồi hết pin nó trở về cái chỗ của nó tự leo lên nó sạc pin, nó leo lên nó sạc pin xong rồi nó chạy nó hút bụi nữa vậy đó, robot, thời đại robot. Nhưng mà đặt lại vấn đề là coi như là con ma này nó khôn dữ dằn à, nó thành quỷ thành tinh rồi chứ không phải thành ma, nó khôn dữ dằn à, nó dám xưng nó là robot này là nó khôn tột đỉnh đó. Thay vì nó xưng dân thù phổ hiền thì bây giờ bị đụng nó xưng là hồng hạc dân du thì có gì là giáo chủ hồng hạc dân du thì bị đụng, giờ nó xưng nó robot ai làm gì nó, robot là cái đầu nó không có cái não, nó chỉ xài bằng cái điện tử, nó xài bằng cái mạch điện tử, thì bây giờ thử hỏi nó không có não đem nó chơi ra chặt đầu nó cũng đâu có biết gì đâu hết đó. Nhưng mà cũng như là cài con chip vô đó, cài cái hạt điện từ vô đó rồi coi như bắt nó làm gì làm đó, bắt nó đấm bóp rồi đấm bóp, bắt nó rửa chén nó rửa chén, bắt nó đi chợ dân dân đó, rồi cái văn minh tương lai nó sẽ tới đó đó. Hiện giờ cái nó có một số rồi đó, nhưng mà thật sự nó có não. Cho nên các vị thấy không, cái văn minh của chúng ta nó ngày ngày vậy đó. Trở lại thì ngày Hàng Sơn là thập đắc đó, thì tôi nhớ là ngày Hàng Sơn đó thì mới hỏi ngày thập đắc là chứ trong cái thế gian này người phỉ báng, người khi dễ, người nhục mạ, người khinh chê, người khinh khi, người chà đạp, người ghen ghét, người đè bẹp, người đố kỵ mình á, vậy thì mình phải xử sự một cách nào? Thì ngài Thập Đắc mới trả lời là thôi thản nhiên đi giống như mình nhẫn đi, mình nhường họ đi, mình cung kính họ đi, rồi mình tránh họ đi, cuối cùng đừng để ý tới họ nữa, chờ thời gian sau đó, xem họ sẽ là thế nào. Thì từ đó mà ngoài đời họ cũng có nói câu là trường đồ tri mã lực, sử cũ kiến nhân tâm. Trường đồ tri mã lực là ngựa chạy đường dài mới biết sức của ngựa, con ngựa mà nó ra mà nó cà phào nó chạy sọc 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 thời gian nó lãng mất tiêu. Giống như tôi nhớ hồi mà cái phong trào mà ra giảng lên mạng này nè, trời đất ơi cái thời gian đầu ai cũng chống radio giảng mạng mấy người nghe, rồi cái thời gian bắt đầu nó chuẩn bị nó phát triển mạnh ra, bắt đầu chương trình internet truyền thông mạnh, cái bắt đầu mấy thầy cũng 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 mấy thầy giảng cũng vô giảng ào ào, mở diễn đàn giảng nào là thiện xưng giảng ào ào, giảng ngày giảng đêm nào là tệ hại cũng giảng ào ào, nào thiện thượng cũng giảng ào ào, nào trí tuệ trí huệ gì đó cũng giảng ào ào, nào phước tiết ào ào, rồi tới Pháp Hòa cũng ào ào xuống nhà ào ào, mà thật sự trong khi mấy người đó là toàn là dân dân trình độ cử nhân thạc sĩ rồi ngoài đời không hà, kỹ sư trình độ Anh ngữ rồi tôi thì thuộc trình độ nhà quê học hành nửa chừng chừng nửa lừng lừng, Phật tử nó thương nó mở Facebook ra ngồi nói bậy nói bạ cho nó an ủi tắt lòng. Vậy mà tôi làm hoài tôi có nghĩ còn mấy anh mà nó làm ao 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 nó dở lặn nó mất tiêu hết trơn à, chắc nó đắc đạo hết rồi, đắc đạo hết rồi. Mình có thấy ồ cha mấy anh ngon quá, tương lai đạo pháp huy hoàng rực rỡ sáng lạng nhờ mấy anh này, cuối cùng giờ tôi thấy vợ đi quảng cáo thuốc, quảng cáo dầu cù là xoa rúng, quảng cáo trị lồi, quảng cáo trị thoát vị đĩa đệm, quảng cáo thoát khớp. Thấy vợ quảng cáo, thấy mấy ông giảng sư coi như là giảng sư khét tiếng ở Việt Nam á, mà giờ đi quảng cáo vô cù là
quảng cáo thấp khớp, đang đi tìm người thấp khớp để điều trị, đang đi tìm người gọi là đĩa điện, đang đi tìm người tiểu đường. Trời mẹ ơi, bộ hết thất nghiệp rồi hay sao? Giảng sư mà cũng thất nghiệp nữa là sao? Giảng sư mà cũng thất nghiệp. Có cái nói không mà cũng thất nghiệp. Trong khi là cuối cùng mình còn mình tôi cứ mì mà lặn hộp tôi làm hoài vậy đó. Coi như làm trường kỳ. Bây giờ mà tôi nói bộ kinh nào mà tôi giảng qua rồi thì các vị là không có chương trình mà giảng lại nha. Bởi vì tôi cuộc đời tôi bây giờ là giảng một bộ kinh, ví dụ như cái bộ Khóa Luật này, nay là kỳ thứ 57 rồi, mà không biết bao nhiêu kỳ mới hết, thì làm sao có cơ hội mà ngồi giảng lại trong cuộc đời tôi đang sống đây. Thế nên vậy mà tôi từ từ, tôi từng bước, tôi khoan thai, tôi nhẹ nhàng, tôi thảnh thơi, tôi tự tại, khỏe thì nói pháp chơi, không khỏe thì nói chuyện đời chơi, thậm chí buồn bã gì nữa thì hát cải lương chơi vậy à. Miễn sao mà lòng mình nó thanh, Phật tử nghe thản gọi là thanh thản. Chứ đừng có lòng mình nó lừa Phật tử biệt, lừa biệt. Đừng có lòng mình nó lừa gặp người kia đảo, lừa đảo. Tôi nói cuộc đời này nó biệt bọm, nó lừa đảo, nó gian manh, nó xảo trá, nó kể cả nó lấn vô cái giới thầy chùa còn nhiều hơn cái giới thế gian. Thế gian họ cẩn trọng, họ khổ dữ lắm. Họ từng trải qua, họ khổ ghê lắm. Nhưng mà họ quên rằng giới thầy chùa nó còn nguy hiểm hơn cả cái thế gian. Thầy chùa thì nghe nói vậy chứ thầy chùa để nấu canh chua. Chữ chùa thì với chữ chua một dần. Chứ còn mà thầy chùa mà để trở thành chúa, để trở thành chùa thiệt là khó lắm. Đừng có tưởng anh em mình kia chung ở chung đạo vậy chứ thầy đồng thanh đồng tử vậy chứ, thử coi mình có chuyện gì nó đạp mình luôn cho xuống địa ngục, mà mình hơn nó thì nó phải kiếm chuyện để nó nói xấu mình. Tôi đã ở trong chùa mấy mươi năm rồi mà thấy cái nỗi ê chề, nhưng mà nói vậy không nghĩa là nản lòng. Mình thấy như vậy để mình tiếp tục, và mình làm sao mình đừng có đi cái con đường mà gọi là gì đây, vô đạo đức đó. Cho nên chư bạn các Phật tử cứ việc trao dồi văn như tư, tư như tu, giới định tuệ cho chính mình. Thậm chí dầu tôi có nói đúng nữa các vị cũng đừng có nghe hết nữa, mà các vị phải đưa vô cái đầu của cái lời nào đúng đúng chân thật để mà thực hành. Cho nên ngài Hàng Sơn hỏi ngài Thập Đắc thì trong thế gian này người thì phỉ báng, khi dễ, nhục mạ, cười chê, khinh khi, chà đạp, ghen ghét, đè bẹp, đố kỵ, ta phải làm cách nào đây? Ngài Thập Đắc nói là thản nhiên đi, vì họ mà nhường họ đi, vì họ mà nhẫn họ đi, thậm chí cứ việc dùng tay cung kính họ đi, tránh đi, cuối cùng đừng để họ nữa. Chờ thời gian sau họ sẽ thế nào? Nhiều khi ngồi buồn tối, Phật tử chở tôi đi vòng vòng phố xá lên đèn, rồi buông đi chè về chứ đâu ngoạn. Về rồi trên đường tôi nói ngồi khi ngồi buồn, cái tuổi của tôi thôi, mà bây giờ chết muốn hết rồi, là những bạn bè của tôi đó, những đệ tử tôi cỡ cao tuổi tôi cũng chết luôn hết rồi. Chứ đừng nói chi là già hơn tôi. Xét lại đó, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược đó, rồi ngày qua tháng lụng rồi năm tàn, rồi con người tự động cất bước ra đi. Có muốn ở lại trần gian là ở cũng không được, vì tới đây là mình là khách trọ. Vì vậy cho nên tôi nhắc lại một câu đó, mình là cá thì đừng lý tình nơi nơi trời xanh, mà đã là chim thì đừng say mê nơi biển cả.
Cho nên cái người tu hành là vậy đó. Càng tu hành càng nhẹ nhàng, càng thảnh thơi, càng tự tại. Như tôi nói, đi qua bên bên cái tiểu bang này á, thì có cái ràng buộc hơn bên tu bản chút, là qua bên đây ra đường phải mặc áo tu. Rồi không mặc áo tu thì không được, mồ hôi dễ, đang dễ nhả vậy đi mua cái gì cứ mặc cái áo vô nó mệt đó. Tôi nói thôi, thằng nào tu nó làm đi, tôi kẹt lắm, tôi mặc cái áo mà ba vậy tôi đi ra đường. Không chừng đem mốt tôi mua áo buôn quần tây tôi mặc, nhưng mà cũng nhìn dịu vậy cho khỏe. Thằng nào tu thì thằng đó ráng giữ đi. Mà ở tiểu bang hoặc cái nhà phé re bệnh nó ít thì nó rồi cái đó thầy chùa bệnh nó cũng không ưa thầy chùa nhau, cho nên nó cũng ít ra đường. Thành ra có mình tôi ra đường thông dong tự tại, tôi ra đường ấy, tôi đi ra đường thì đa phần người Mỹ mặc cái gì người ta đâu biết, mà ra đường mà mặc áo bà ba hoặc là mặc áo giặt khách thì họ cho là đồ ngủ à. Cho nên vậy mà mặc đồ ngủ hồi giờ mình kỳ lắm. Cho nên vì vậy mà ra đường tôi cứ mặc áo thun, tôi đi thông dong vậy chẳng nào nói nào. Cho nên tôi nói các vị càng tu nó càng đơn giản, thậm chí tu người ta kêu mình cái gì cũng được. Ngày hôm kia tôi điện về tội nghiệp Phật tử ở Hạ Quy Di Hawaii về làm phước ở nhà ở, ở cho quà 110 phần quà ở chỗ địa phương tôi, chỗ tôi sinh, gọi là chôn nhau cắt rốn. Thành ra những người biết tôi hồi xưa tôi ở đó từng về mấy chị em chơi chung mà. Có người chị hồi đó tôi ở đó chơi có ba chị em, người chị tên Diệu, người chị tên Sáu và tôi là nhỏ nhất đó. Rồi sau đó có cũng mà cũng ba chị em, mà chị em cùng một cùng ngoại là cùng cùng nội, và là chị bà nội tôi á, thì một chị nói là chị nhưng mà nhỏ hơn tuổi hơn mình, nhưng mà tại gia chị. Còn người bà chỗ xóm á thì hai người chị cái lớn tuổi hơn mình. Cái rồi Phật tử ở Hawaii họ phát quà xong họ điện cho tôi, họ mở cái Messenger có hình ra cái Phật tử rồi họ xưng mình con ngọt xớt vậy đó. Còn thấy cười cái người ngồi xung quanh đó, tội nghiệp có người mở sớm đó, con ơi con, Đức hả con, con mợ nhớ con lắm nha, con nhớ mợ không, chừng nào con về thăm quê con, về thăm thăm mợ nghe, cái đây mợ già là cái mình coi là thiệt đúng đây thành bà già rồi. Rồi cái người chị con của mợ nó nói, Đức nhớ chị không, chị nè, Diệu nè, nó trong kia Phật tử cầm điện thoại vô Phật tử, còn cái con còn sớt, hai người hai bên, người nhớ mợ không con, nhớ chị vô con. Tôi nói, lúc đó nó cũng hơi quê chứ, nhưng mà nghĩ lại không, nghĩ lại vui, nghĩ lại nó chân tình làm sao. Thật sự lúc đó hơi ngưỡng là tại vì cái Phật tử người ta lớn tuổi mà ta sinh con ngọt sớt à. Còn địa phương mình, hồi rồi xưa mình kêu bằng mợ, mẹ mình kêu bằng chị, rồi chị kia là mình là kêu bằng chị lớn tuổi hơn. Hỏi bây giờ chị có xui rồi, chị có cháu nội, cháu ngoại, ví dụ nhân dân tôi trời ơi, phải tôi không đi tu giờ, tôi cũng có xui rồi ha. Tôi nói vậy thôi chứ tôi nói gì. Vui vậy cái rồi nghĩ lại tối cái đầu suy nghĩ lại mắc cười, sao nó hồn nhiên, nó mộc mạc sao. Chứ mà nếu mình thấy mình là địa vị thì kia nọ là không có an lành, không có an lành được. Con, Đức hả mợ nè con nhớ mợ không? Mợ nhớ con lắm, con thấy mợ già chứ con, mợ nè con. Cái là, mà trong khi Phật tử già kia họ kêu mình còn thầy xin con, không sao hết. Thì tôi nói vậy vô, tôi nói cái đầu tôi nhớ lại, tôi nói ôi ai kêu cái gì cũng được hết trơn, miễn tình người, miễn có sự quý mến nhau, thương quý nhau. Nhưng mà đều có cái tiếng thì nó hơi kỳ, đừng kêu thôi. Tôi chỉ mong là đời tôi đừng ai kêu tôi bằng dưỡng là được rồi. Đời tôi đừng ai kêu tôi bằng dưỡng là được rồi. Còn muốn kêu bằng cậu, muốn kêu bằng bác, muốn kêu bằng chú, kêu bằng anh, muốn kêu bằng thầy, muốn kêu bằng thằng cũng được. Thậm chí hồi xưa nó chửi tôi là thằng không đó sao. Nó chửi ngày, chửi đêm, cái gánh bồng lai, nó cho người làm YouTube chửi tôi ngày đêm, thằng thầy chùa, thằng mặt mập heo nọc, thằng này kia không, con heo, con chó không, có sao đâu. Thậm chí tôi còn ngu nữa, lúc đó mình cái bản ngã của mình, cái mình nghe nó chửi mình, nó nói xấu mình, cái mình buồn cái mình ăn cái thằng nó mập thêm. Cái thằng nó vô tình, nó làm cho mình mập thêm.
Bây giờ rút kinh nghiệm rồi, kêu bằng cái gì cũng được, nhưng mà chỉ cái đừng đừng có lâu lâu mình về quê hương mình mà nó mình là thầy chùa nó kêu mình bằng dưỡng thì nó kỳ á. Hồi đó tôi nhớ rõ ràng, tôi đang ngồi ở hồi lúc mà tôi chưa qua bên Mỹ, tôi còn ở quê quê Chợ Lách á, tôi ngồi tôi mình bữa dự lễ trai tăng. Có cái bà đó bà vô bà thấy mấy ông thầy ngồi, cái bà lại có ông thầy bên đây, thầy 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 tôi mới gặp ông già vợ anh Năm, ông già vợ thầy đi câu ruộng nè, tôi mới gặp anh ngoài đồng nè. Rồi tôi có hỏi vợ chồng thầy khỏe không, anh nói khỏe. Cái đó là sự thật, thầy chùa với quê nó có vợ mà. Thành ra cho nên có nhiều cái nó thật quá cũng không được, cái gì cũng cũng bớt bớt chút xíu. Bây giờ các huynh đệ biết là mình nói ra nó đụng chạm tới hệ mà cái người mà phái cái danh to danh cao lộc cả thì nó có cái rờ mọt hết à. Bởi vì nó có cái rờ mọt cho nên nó bấm nút nó mới hiện ra hình. Cho nên quê hương tôi thì có mấy ông thầy chùa nó có chức à, có chức lớn lắm mà nghe. Nhưng mà rồi tu thì cũng kỹ lưỡng lắm, năm nào mùa hạ cũng đi, đi 3 tháng hạ vậy đó. Nhưng mà 3 tháng hạ về cái rồi về cái rồi mấy tháng sau chở vợ đi đẻ hoài vậy đó. 3 tháng nó ứ động hay sao rồi về cái vài tháng nữa đẻ, vài tháng nữa đẻ mười mấy đứa vậy đó. Nói đây không phải tôi cười, không phải tôi khen tặng là tôi nói tôi tốt, tôi tu không phải. Nghĩ tới đây mà cũng rồi cũng có sao đâu. Ta muốn đẻ ta đẻ. Thậm chí cái gì cũng vậy tôi nói. Cho nên cuộc đời này nó quan trọng rằng mình cái ý thức. Ý thức và mình tự mình cố gắng, mình tinh tấn, mình chuyên cần, mình tích cực để mình trao dồi cái ý thức của mình, cái giới định tuệ của mình mà thôi. Mà có giới, có định, có tuệ thì có mới có giải thoát tri kiến. Hay có giới, có định, có tuệ thì mới diệt được tham sân si. Còn không thì toàn là nói không. Nói không. Cho nên tôi thấy cái tình hình vậy rồi tôi nghĩ là một vài chừng nào đây tôi về quê hương tôi đó là tôi phải càng bình dân hơn. Miễn làm sao đừng có ai kêu mình bằng dưỡng thôi. Còn cứ việc tôi về quê hương tôi không có chuyện gì mà phải tự hào á. Thậm chí tôi không biết ngày nào biết đâu tôi xách cái vỏ điện tôi về thăm quê hương tôi. Tôi ăn mặc rách rưới tôi về thăm quê hương tôi. Như vậy mới là người tu gọi là tu cao. Cái tu mà tiền hô hậu ổn, tu mà chức tước địa vị, cái tu mà hỉnh lỗ mũi, bước mặt lên trời lỗ mũi nó dẫn lên hết á. Cái thứ đó là cái thứ là quỷ ma chơi, quỷ lộng, thần sầu, quỷ khóc. Tu hành là quan trọng của mình thanh thản, mình bình thản, mình nhường, mình cung kính, mình tránh đi. Thế như lời của Ngài Thập Đắc nói vậy. Làm sao mà lời vua Tràng nói là chuyển sáu đạo thành sáu thần thông, nhiếp chính lòi về chính phẩm. Đã bắt đầu vô kinh nè. Suốt hồi nãy giờ gần hết giờ rồi mới suốt vài câu chơi. Tôi nhớ bữa cái anh làm YouTube nói cũng hay. Anh để cái tựa 57 tôi nói thôi. Đâu có nói cái gì đâu, nó bãi đấy. Vậy sao thầy không đá thì suốt vài câu vô cái đại cơ hành tặng cho nó thêm mình nhảy lên con số cho rồi. Rồi bữa nay là ngày khách già tôi nhớ lại là anh nói cho tôi suốt vài câu vô. Chơi vòng vòng vậy chứ đụng cái đá nó trúng vô ngay khung thành vậy đó. Ngay lọt tót vậy đó mới là hay. Chứ còn chạy đá ào rồi chơi bánh khóe rồi chặn chân người ta rồi thôi vô ngực người ta là cái đó là tiểu, cái đó là coi như người 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 không lịch sự, người không kiến thức, người không có họ chơi là tôi gọi là chơi điểu. Còn mình cứ mình chơi vòng vòng thì mình canh cái mình suốt cái vô khung thành.
chuyển sáu đạo thành sáu thần thông mà niết chính rồi về chính phẩm. Chính lò như tôi đã nói là chính lò là thai sanh, nõn sanh, thóc sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi vô tưởng, phi vô tưởng. Chúng sanh thật sự ra thì chính lò đều có thật hết. Thai sanh người ta biết rồi, như ta, như con trâu, con chó, con bò sanh bằng thai. Còn loại nõn xanh thì như xanh bằng trứng, thóc xanh là xanh xanh chỗ ẩm ướt, quá xanh là không phải do ái dục mà xanh mà theo nghiệp mà quá xanh, như là con lươn nó thành con tròn theo nghiệp mình nó thành, rồi con tròn vân vân, rồi cái gì đó con sâu nó thành con bướm vân vân là quá xanh, nó không phải xanh bằng do ái dục, xanh bằng do nghiệp. Các loại chúng sanh có hình sắc, các loại chúng sanh không hình sắc, loại chúng sanh có tâm tưởng, loại chúng sanh không tâm tưởng, rồi cuối cùng là loại chúng sanh có tưởng không phải không có tưởng, tức là loại chúng sanh này có cái tưởng là rất là vi tế, rồi loại hữu sắc là vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi tưởng phi vô tưởng. Năm loại này thì mình phải tu thiền mới được. Như vậy thì theo con mắt của đạo Phật á, của Đức Phật thì không phải chúng sanh nào cũng có thân, có thân mấy mươi ký, mà có những chúng sanh là cõi vô sắc, mà cõi vô sắc thì làm sao có tướng, hữu tưởng vô tưởng cũng không có tướng nữa, phi hữu tưởng phi vô tưởng cũng không có tướng nữa. Thế nên á, trên hành tinh á, thì có hành tinh như quả đất á, thì nó thích hợp cho loài người. Nếu mà lại có biết đâu không thích hợp cho loài khác. Rồi có chỗ á, thì nó không thích hợp cho loài người, thích hợp cho loài khác, vân vân. Thì thôi thì mấy cái đó để cho mấy mấy người mà có cái mình nhập dựa gì họ họ tưởng tượng họ nói đi. Còn tôi thì tôi nói cái trước mắt cái sự thật là tôi không có tưởng tượng. Mình nói sơ qua vậy thôi, đừng đi sâu, đừng đi sâu vào cái chỗ mà hỏi về cái chỗ nào mà ngoài loài người đã có loài khác ở, họ có hỏi và tôi có trả lời nữa mà các vị có nghe là ngu á. Tôi trả lời có trả lời đi chăng nữa thì cũng trả lời qua sách vở, qua kinh điển, các vị tin nổi không? Các vị tưởng tượng nó ra làm chi? Mà các vị phải thấy thực tế chuyện con người, giải quyết chuyện con người. Tôi tha thiết với các quyến thuộc của tôi, này là tôi nói nhỏ trong nhà mà nghe đó. Các vị là con người thì các vị phải giải quyết chuyện của các vị con người. Đừng có ngồi đó mà tưởng tượng quan đường, ma quỷ, thần thánh, đâu xa xôi, dịu dở đó. Dù có không có gì cũng thành vấn đề, mà chuyện của mình là giải quyết cái chuyện con người. Mình là con người, Phật, Phật ra đời cũng là con người, thị hiện để giải quyết chuyện con người. Thì bây giờ mình cũng lo giải quyết chuyện con người đó chứ. À, hay quá các vị thấy không? Chuyển chính chính lò về chính phẩm tức là cổ phẩm liên hoa. À, trộm nghe gà sớm gái trưa mặt trời đứng bóng. Đó là cái anh ta dường vô lên trên đỉnh rồi đó. Thì coi như là nó gọi là nhật quang chuyển chiếu rồi đó. Gà sớm gái trưa mặt trời đứng bóng. Nắng soi nắng rọi sân hoa vờn ngọc, gió đưa trăng liễu lai vàng. Hồi xưa thì các vị làm những cái câu thơ, những câu này kia nó đều có mắt dần vậy, nó có đối với nhau vậy đó. Ở trên ngọc thì dưới vàng vậy đó. Long lanh rực rỡ chiếu giao đài, lấp lánh chập chờn soi thềm ngọc. Giấc tiên, gối tiên giấc nồng, trên gác tía ngày dài đêm ngắn, hè cao độ thì trải vàng nước đá, đông cực hàn thì sương phủ tuyết rơi, nắng trưa bụi mù trong sạch, bóng xế mây tối quét tan, đối cảnh tánh thiên rộng suốt đương thời, tâm địa sáng ngời. Đối cảnh,
nó cả là mình đối với cái ngoại cảnh, mình đối với là con mắt này, nó đối với sắc, lỗ tai đối với âm thanh, lỗ mũi đối với hương, vân vân, là căn nó tiếp xúc với cảnh đó. Mình làm sao mà cái tánh thiên nhiên, tánh thánh, tánh thiên là cái tánh sẵn có rỗng suốt của chúng ta, là đối cảnh thì tánh thiên rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời. Ngoại cảnh mà nó không ngăn trở, không nghĩa là ta không bị dính mắc, thì ngay lúc đó là đương thời, thì cái tâm ta nó sáng ngời. Còn mà ta dính mắc rồi, bất cứ dính cái gì, dính ở đâu đều là mờ tối hết. Nơi nơi thể có quang minh, bước bước trọn không hắc ám. Mình mà không dính mắc rồi đó, mình đi đâu mình cũng có ánh sáng đó. Còn mà mình mà vướng mắc rồi là mịt mờ, mịt mờ lối cũ qua đường khuya gì đó, mịt mùng mịt mờ. Mình mà có vướng mắc rồi nó có cái ngã sở, có cái tự ái, có cái tự tôn, có tự ti, có tự hào, có cái ngã mạn rồi ra, có cái rồi đó là coi như là mịt mờ hết, mình không thấy được, mình không thấy mình được, mình thậm chí mình không biết mình là ai, mình nói với mắt phùng bố vậy đó, mà mình không biết mình đang nói cái gì, mình lầm bầm mình nói mà thôi, mình nói cái gì vậy mà nói rằng là mập mờ. Tóm lại thì cái người mà thâm nhập được đạo lý đối với cảnh á, thì tâm tánh nó rộng suốt không bị dính, thì ngay lúc đó đó cái tâm địa sáng ngời không bị phủ che, nơi nơi đều rực rỡ hết. Và ngược lại, nếu tâm chúng ta mà bị dính mắc thì chúng ta khởi được cái niệm lăng xăng, nơi nơi đều mù tối, bước bước đều rộn ràng, mê và giá khác nhau là vậy thôi. Hay quá, hết giờ rồi. Không có học nhiều đâu, suốt vài câu vậy đủ vô khung thành. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe và cố gắng coi như là chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.